thể nói việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là một việc khó và nhạy cảm, nhất là trong thời điểm năm 2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tuy nhiên, với phương châm không né tránh, không ngại va chạm, chính quyền xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, là địa phương duy nhất ở huyện Phù Cử tiếp tục xử lý được các trường hợp vi phạm và không để phát sinh vi phạm mới. Trong số các trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở và lều lán trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Nguyên Hòa, thì trường hợp của chủ hộ Lê Thị Ngãi ở thôn Sĩ Quý với hơn 70m² nhà máy bằng là trường hợp vi phạm lớn nhất và cũng là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự kiên trì thuyết phục vận động của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch 93A xã Nguyên Hòa, tháng 10 vừa qua, gia đình chị Lê Thị Ngãi đã nhận thức rõ sai phạm của gia đình mình và tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Là nhà mình là biết là sai rồi thì là coi như là thôi thì cũng theo cái chính sách của nhà nước là cũng giải tỏa thì trả lại cái mặt bằng. Chúng tôi bố trí lực lượng là coi hỗ trợ gia đình về nhân công, máy móc và tất cả các phương tiện đảm bảo cái việc an toàn và tháo dỡ. Thứ hai là trong quá trình làm thì thực ra là cũng vừa làm vừa tuyên truyền vận động để gia đình có những cái hiểu biết và cũng không có một cái suy nghĩ lệch lạc. Xã Nguyên Hòa có 83 hộ xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích trên 1.800m². Đến nay, 100% các hộ đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trong đó có 61 hộ đã tháo dỡ hoàn toàn với tổng diện tích trên 1.300m². Còn 4 cái hộ nữa chưa thực hiện xong thì anh em chúng tôi trong cái thời gian này cũng vẫn đang tiếp tục xuống từng hộ để động viên tuyên truyền các cái hộ vi phạm để thực hiện cái việc bắt buộc phải tháo dỡ. Từ giờ đến 30 tháng 12 thì là chúng tôi sẽ thực hiện xong cái việc giải tỏa xong các cái công trình hiện tại còn ở trên địa bàn. Trong khi nhiều địa phương trong tỉnh buông lỏng quản lý đất nông nghiệp để phát sinh nhiều vi phạm mới và tái vi phạm xây dựng trái phép trong năm 2020, thì ở xã Nguyên Hòa, bằng sự mạnh dạn, không ngại va chạm, chính quyền xã đã xử lý được những vi phạm lớn và không để phát sinh những vi phạm mới. Đây cũng là tiền đề để xã Nguyên Hòa lập lại trật tự trong quản lý đất đai, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội.